viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân 63 tuổi, nam bị phù 7 cm, do khối u hoại tử dẫn đến khó nói, không nhớ từ ngữ. Bệnh nhân là ông ca 63 tuổi, nhập viện trong tình trạng không yếu liệt nhưng nói lắp bắp, thiếu từ, không diễn tả được các vật quen thuộc. Kết quả chụp MRI cộng hưởng từ, chụp bó mạch sợi thần kinh cho thấy một khối u nát tại bán cầu não trái của bệnh nhân, kích thước khoảng 3 cm, xâm nhiễm mạnh, có dấu hiệu hoại tử và máu tụ. Đường kính vùng não bị phù, tổn thương rộng hơn 7 cm, bao gồm nhân u và phù não quanh u. Bác sĩ đánh giá khối u khá nguy hiểm, nếu không được phẫu thuật kịp thời có thể đe dọa tới tính mạng của người bệnh. Vị trí khối u nằm ở vùng trung tâm ngôn ngữ, xâm nhiễm vào bó dẫn truyền thần kinh. Người bệnh có nguy cơ rối loạn ngôn ngữ nặng hơn nếu quá trình mổ không phân tích đúng các bó dẫn truyền thần kinh. Ngay lập tức, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật bằng robot mổ não ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các bác sĩ đã mô phỏng trước cho người bệnh trên phần mềm robot nhìn rõ và phân tích toàn diện vùng não tổn thương, cấu trúc khối u, các bó dẫn truyền thần kinh. Qua đó, bác sĩ chọn được đường mổ phù hợp nhất nhằm loại bỏ nhân u, đảm bảo bảo tồn các dây thần kinh chức năng cho người bệnh. Dựa trên kết quả mô phỏng, cuộc mổ chính đã kéo dài 120 phút. Các bác sĩ đã bóc tách thành công toàn bộ phần nhân u, giảm đáng kể áp lực trong sọ não do khối u tạo ra, tạo điều kiện phục hồi chức năng ngôn ngữ cho người bệnh. Robot giám sát mọi thao tác mổ thực tế, giúp bác sĩ tránh làm tổn thương các mô não lành và bó dẫn truyền thần kinh xung quanh. Theo các bác sĩ, riêng phần não bị phù quanh u có kích thước lớn, nếu loại bỏ hết có thể gây khuyến khuyết chức năng thần kinh. Sau đó, người bệnh sẽ được điều trị bổ sung bằng hóa xạ trị sau khi phẫu thuật. Sau 2 ngày phẫu thuật, sức khỏe của ông ca đã dần ổn định, có thể tự đi lại, ăn uống sinh hoạt bình thường, tình trạng khó nói đã cải thiện, giảm nói lắp bắp và nhớ lại nhiều ngôn ngữ đã quên trước đó, dự kiến sẽ được xuất viện 1 đến 2 ngày tới. Theo các bác sĩ, u não là một bệnh lý cực kỳ nguy hiểm bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của não bộ và hệ thần kinh. U não có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào. Có rất nhiều loại u não khác nhau, trong đó đa phần là u trong mô não, sau đó là các khối u màng não, u dây thần kinh sọ não, u tuyến yên và các khối u di căn não. Các khối u mô não và u trong sọ não đa số thường tiến triển chậm vì não có thời gian thích nghi dần với khối u đến một mức độ nhất định bằng cách mô não thải bớt nước. Các triệu chứng của u não không có nổi trội mà diễn biến âm thầm. Trong trường hợp u có tính thâm nhiễm, gây chèn ép hệ tuần hoàn xung quanh sẽ dẫn tới phủ não thì các biến chứng sẽ rõ rệt và nặng hơn. Một số loại u năng dịch bên trong, mạch máu tăng sinh nhiều sẽ bị chảy máu bên trong u. Trường hợp này rất nguy hiểm, có thể xem như một bệnh cấp tính vì hội chứng tăng áp lực trong sọ thường làm tăng một cách đột ngột. Nếu không được can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Chia sẻ bệnh u não, phó giáo sư tiến sĩ Đồng Văn Hệ, phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết. Não chi phối toàn bộ những cái hoạt động của cơ thể, ví dụ như về vận động, ví dụ như vì cảm xúc. Tất cả những cái hoạt động đơn giản như là đi lại, hay là ăn uống, hay là mặc quần áo. Rồi những cái hoạt động khó khăn hơn, ví dụ như là nói, cười, những cái biểu lộ cảm xúc, những cái hành vi. Rồi những cái cơ quan nội tiết đều nằm dưới sự chỉ huy, những cái sự điều hòa của não bộ. Nhìn chung ấy thì biểu hiện của u não rất là phong phú. Nhưng mà nó có một cái chung là u não thì nó có một cái hội chứng, nó gọi là hội chứng tăng áp lực ở trong sọ. Tức là hội chứng nó gây ra bệnh nhân đau đầu, gây ra bệnh nhân nôn, gây ra buồn nôn, nhìn mờ. Và một cái hội chứng thứ hai đó là những cái hội chứng định khu. Định khu như tôi vừa chia sẻ. Tức là u vùng nào thì sẽ có cái triệu chứng ở vùng đấy.